chào các bạn đã đến với chương trình 8 Game ngày hôm nay. Khách mời của chúng ta là một cái tên đang rất nổi tiếng trong làng game, đó chính là Galo. Xin chào Galo, có bao giờ các bạn đã nghĩ là mình sẽ vào được giải chuyên nghiệp của X-Gaming hay chưa? Bọn mình nghĩ suốt, ngày nào cũng nghĩ. Mọi việc đều nằm trong dự định của team, thế nên không có gì bất ngờ. Vậy còn Tuấn Huy và Thái Trinh thì sao? Mọi người nói là các bạn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý trong các trận đấu. Và thậm chí là có người nói là bên ngoài các bạn còn là một cặp nữa. Điều này có đúng không? Thật ra thì... chắc chắn là không phải đâu ạ. Tiếc thật đấy, tại vì mình thấy là hai bạn rất là đẹp đôi. Đôi bạn cùng tiến ấy mà, tình đồng chí thôi mà chị. Vậy à? Vậy còn Cao Thắng thì sao? Mọi người nhận xét bạn là một chàng trai gây tò mò nhất trong team. Và có vẻ bạn là một người khá là kín tiếng. Vậy bạn có gì muốn chia sẻ với mọi người không? Em cũng không có gì để chia sẻ đâu. Có lẽ là bạn là một người kiệm lời đúng như mọi người nói đấy ạ. Nhưng mà không sao, đây cũng là một style rất là thu hút của bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại với Thái Trinh, cô nàng streamer vốn đã rất nổi tiếng trước đây. Nhưng mà tuy nhiên thì năm nay bạn lại quyết định là tham gia giải đấu X-Gaming. Vậy có phải là bạn đang có ý định muốn chuyển hướng từ streamer sang gamer hay không? Thật ra thì Trinh chưa có cái xác định gì cụ thể cả. Giải đấu năm nay thì Trinh chỉ là muốn thử sức mình thôi. Nhưng mà không ngờ là mọi thứ nó còn được hơn cả những gì mà Trinh mong đợi. Nhiều người nghĩ là cuộc thi năm nay là một cách để bạn gỡ gạc lại những hình ảnh mà bạn đã gây tranh cãi trong thời kỳ đầu làm streamer. Bạn nghĩ sao về điều này? Thật ra thì mình thấy phải tập luyện rất là vất vả thì mới có một body đẹp. Và việc mình khoe thành quả của mình lên mạng xã hội cũng không có gì là xấu cả. Đàn ông con trai chúng mình đi tập gym cơ bắp 6 múi vẫn có thể khoe lên mạng xã hội bình thường. Đúng không? Đúng. Có lẽ là Tuấn Huy bạn khá là thoáng. Vậy thì có phải là bạn ủng hộ suy nghĩ là những streamer nữ muốn nổi tiếng thì phải... Mình không ủng hộ cho những người bất tài, nhưng mà đem chiêu trò ra mà để che đậy. Thế nhưng mà Thái Trinh của team chúng mình chơi game giỏi, làm người mẫu ảnh, tự xây dựng và phát triển thương hiệu của bản thân, sao có thể đánh đồng với những người kia được? Có lẽ là sau khi bạn nói thì đây cũng là một ý kiến khá là thú vị. Và mọi người sau khi mà nghe xong cuộc trò chuyện này thì có lẽ sẽ có một cái nhìn đúng đắn hơn về suy nghĩ của những streamer nữ hiện đại. Nói cứ như là hiểu người khác lắm ấy nhở? Chúng mình hợp nhau như thế, tôi không hiểu cậu thì hiểu ai? Này, cậu lại bắt đầu rồi ấy. Tôi được tặng hai vé xem phim, Nhi Nhi thì bận, bỏ đi thì phí. Cậu muốn đi xem phim không? Hẹn hò à? Bỏ đi. Ấy, từ từ. Cái gì đấy? Tôi vừa nghe thấy cái gì hẹn hò nhở? Này, hai người đừng làm tôi sợ nhá. Này, mày đừng có nói là... Thôi mày lượn đi. Ảo thật đấy. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim... Anh chuẩn bị yêu đâu đấy? Hả? Anh có hẹn với bạn. Yêu em mất rồi. Alo. Tôi cũng đang chuẩn bị đi rồi đấy. Người đẹp yên tâm là tôi sẽ có mặt đúng giờ. Ok. Em làm sao đấy? Tự nhiên em đau bụng quá. Em đau chỗ nào? Chết, đau dạ dày rồi. Nào, em ngồi đây, em lấy thuốc cho em nhá. Vâng, nhưng mà em đau quá. Nó cứ quặn lại. Em có ăn gì linh tinh không? Em không biết nữa, đau quá. Đau quá thế này phải đi viện rồi. Nào đi, đứng dậy anh đưa em đi. Thôi, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi một tí chắc sẽ ổn thôi. Thế anh đưa em lên phòng nhá. Nào, đi nào.
cẩn thận. Em có chắc là mình ổn không đấy? Thôi đi. Từ từ thôi. Em muốn thôi đi. Không chủ quan được đâu. Anh nghĩ là vẫn nên đi khám xem sao. Em nghĩ không sao đâu. Em nằm nghỉ ngơi một tí chắc sẽ ổn thôi. Em nằm xuống nghỉ đi. Alo. Chắc là tối nay tôi không đi được đâu. Ừ. Cái Thi nó bị ốm. Xin lỗi nhá. Để hôm khác mình đi bù. Alo. Alo. Tao tưởng mày đi xem phim với bạn. Không đi nữa. Bị bỏ bom à? Ai mà to gan thế. Mà này, tao hỏi hộ đứa bạn đang cần sự tư vấn của mày. Sao? Thì chuyện là đứa bạn tao có một người, lúc thì tỏ vẻ quan tâm nó, nhưng mà lúc thì lại dửng dưng. Theo mày ấy, thì người kia có thích bạn tao hay không? Bạn mày là ai? Thì bạn cùng lớp thôi, sao mày mới biết được? Có thể là thích, hoặc cũng có thể là không. Bây giờ nhiều chat boy lắm, chúng nó chỉ giả vờ quan tâm cho tụi con gái thích thôi, chứ chẳng tốt đẹp gì đâu. Thế bây giờ có cách nào để biết là người kia có thích nó hay không? Thử thôi. Thử như nào? Thì bây giờ mày bảo nó đi chơi với một thằng khác, xem thằng kia có ghen không. Nếu như thằng kia ghen á, thì là nó thích. Còn nếu không thì... Mà dạo này Thái Trinh còn quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn bè cơ đấy. Thì tao hỏi giúp thôi. Về phòng. Đùa. Chặn mình rồi. Ôi Trinh. Tôi xin lỗi, tại vì hôm trước cái Thi nó bị đau bụng, thế nên là Phúc Long. Đi uống cà phê không? Ai làm gì mày? Mày cứ sồn sồn như thế. Thì ai bảo mày làm tao giật mình. Này, xem ra có ai đó đang lấy tôi ra để chọc tức người khác nhỉ? Đâu, làm gì có. Mà cậu với team Flap như nào rồi? Ừ thì cũng không vui vẻ gì lắm sau mấy trận vừa rồi. Ông Vĩnh muốn Flap phải vào được top 3. Yên tâm, kiểu gì chả vào được. Mà cậu làm tôi bất ngờ đấy. Mấy trận vừa rồi cậu chơi cũng tốt mà.
Thế sau giải đấu cậu vẫn ở lại Galo à? Tôi cũng chưa biết. Chắc phải để thi đấu xong rồi tính tiếp. Tính dần đi chứ. Mà đã bao giờ cậu nghĩ sẽ gia nhập Flash chưa? Không, tôi không nghĩ xa được như thế. Huy, mày làm sao ấy? Làm sao? Bình thường, ổn. Hôm nay mày khó ở à? Này. Gì? Mày đừng nói với tao là mày thích Thái Trinh nhá. Cái gì điên à? Thích? Giật cả mình. Ai thích? Không phải thì thôi. Sao mày phải xịt cồn lên với tao đấy? Mày làm như thế, tao cảm nghĩ ấy. Mày điên ấy. Mày chẳng biết gu của tao còn gì nữa. Gu của ông á, tạp nham mỏ sư á. À mày này, mày thích thật là... Đâm bảo không thích. Ok, ok. Thích thì thích, không thích thì vẫn thích. Nhờ. Này, mày có thôi đi ông đấy. Hả? Nhường. Bên mình bây giờ xếp sau ở cái team nghiệp dư đấy ạ. Shhh, mày nói bé thôi. Ông Vĩnh nó biết là chết cả lũ đi. Này, tao bảo trận cuối này không thể để nó ra trận được. Thua ngay đấy. Tao sẽ nói với ông Vĩnh. Mấy thằng dự bị ấy, chơi còn tốt hơn nó nhiều. Rõ ràng. Mày nói thế, nó chơi thì cũng không tệ. Nhưng mà so với ba anh em mình thì đéo ra gì thật. Tao sẽ cho nó ao. Mấy ngày hôm nay ấy, không còn tinh vi nữa rồi. Sau trận thách đấu, ông Vĩnh cứ tưởng vớ được vàng. Ai ngờ chỉ toàn là... Thôi! Này! Này! Thôi! À. Thôi! Ông kìa, chú em bị điên à? Ông kìa, đi vào ông Vĩnh đây. Đây đây, quà bố mẹ đấy. Còn mua nhiều thế? Dạ. À, cái này mẹ để đâu tùy mẹ này. Ui dồi ôi ông ơi. Đây là cúp mà con đoạt được ở châu Âu đấy ạ. Đẹp nhỉ. Ông ơi, riêng cái này tôi là phải đặt chính giữa phòng khách. Ai đến nhà mình tôi cũng khoe, hàng xóm láng giềng tôi khoe hết. Tùy bà. À, cái này là rượu Mau Đài đấy hả con? Dạ vâng ạ, rượu xịn đấy bố ạ. Quý lắm đấy. Dạ. À con quên mất, cuối năm nay con có tham gia một giải đấu ở Thượng Hải mà họ có tài trợ cho người thân của các tuyển thủ qua đến một tháng. Thì bố mẹ chuẩn bị tinh thần qua với con nhé. Hay quá bà ạ, vợ chồng mình đi nhá. Ông ơi, có cái thằng con trai này tôi mát mặt quá. Tôi lại được đi Trung Quốc không ạ? Thế này tôi phải chụp thật là nhiều. Rồi. Tôi đăng hết cho bạn bè nó mắt đặt xưa. Con ghéo đây cho mẹ chụp. Đây. Ông cười lên. Tươi lên nào. Ừ. À, Long về à con? Anh về này, mua đây. Anh mua nhiều quả lắm. Đây. Thằng kia. Mày không có mua mà. Con ơi, sao mặt mũi nhợt nhạt thế con? Con ăn gì chưa? Mày vào được Flap là anh cũng hơi bất ngờ đấy. Nhưng mà sao mấy trận gần đây đánh đuối thế? Trong thời gian anh ở Việt Nam, anh training cho mày nhá. Thôi khỏi, trình độ của tôi chỉ thế thôi. Đâu? Mày ăn nói với anh thế à? Sao ông lại quát con thế? Con, đi lên nhà, thay cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất. Xuống đây, cho mẹ xin kiểu anh nhá. Mày không cần phải quan tâm con. Quan tâm con trai cưng của mẹ đi kìa. Lì, ngư cả mắt. Ông này, con mình nó thế mà cứ mắng nó. Cho em xin kiểu ảnh, vừa rồi chưa tươi. Cười... Dẹp đi, chụp chặt đi nữa. Thi.
Ơi, tao bảo sao mày có tiền không? Cho tao vay 20 triệu. Mày làm gì cần nhiều tiền thế? Thì gia đình tao đang gặp chút vấn đề mà cần đến tiền. Tao cũng có được một khoản rồi nhưng mà lại bị lừa mất. Ai lừa mày? Mày biết con streamer Thái Trinh không? Biết, nhưng mà sao? Chị tao lừa mày á? Ừ đấy, nó mở cái học viện, tao lỡ rót tiền vào mới biết là bị lừa. Thế sao mày không đòi đi? Tao có đòi rồi, mà nó cũng cam kết trả rồi đấy. Nhưng mà bao nhiêu người bị lừa ấy, khi nào mà đến tao? Nhiều người bị lừa thế cơ. Ừ. Thế mày có biết những người mà bị lừa giống mày không? Dạ. Dạ thế à? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng vâng. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Yes! Cuối cùng thì nhãn hàng thì cũng đã bút tao làm quảng cáo. Thích nha. Mà từ ngày team mày nổi đình nổi đám, các job quảng cáo cũng chất lượng hơn đấy. Chẳng mấy mà trả hết nợ, khỏi cần giải thưởng game gủng gì nữa. Ừ, cũng có thể. Thế thì phải mau cảm ơn người ta đi còn gì. Cậu ta mà không mời, chắc gì cô Thái Trinh đã... Ai bảo? Công sức của ta bỏ ra cả mà. Mà này, cái tên đầu chọc Cao Thắng ấy, làm gì đấy? Thì học trường mình còn gì? Không, ý tao là ngoài việc học ra ấy. Ngoài việc học ra á? Làm sao mà tao biết được? Mà sao tự nhiên mày lại quan tâm đến nó đấy? Không, thì tao thấy tên đó ít nói nên tao hỏi mày vậy thôi. Đâu gì đâu. Bút quảng cáo. Ai đấy? Tao ra ngoài có chút việc. Nhi. Anh nghĩ tôi sợ về cái tâm hình này của anh à? Bình tĩnh đi. Anh chỉ muốn đừng nhìn mặt em thôi mà. Nếu như anh không dùng cách này thì làm sao anh có thể gặp được em, đúng không? Anh muốn gì? Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề luôn nhá. Chả là anh đang cần 200 triệu. Mà anh cũng biết là con số đấy thì em cũng không thiếu. Anh đúng là không biết nhục nhở. Bây giờ anh chỉ cần tiền thôi. Còn nhục hay không ấy, anh cũng đéo quan tâm. Loại người như anh, có cho hết lần này thì cũng sẽ có lần khác thôi. Cút! Thằng kia! Hương lại! Con chó ấy! Con định bảo vui thế nhỉ? Lánh mặt tao! Lánh mặt tao! Lánh mặt tao! Chị! Bảo loại cho tao! Mày chạy không? Anh ơi! Chị! Không! Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Không! Anh ơi! Chú em đây rồi. Mà có chuyện gì ồn ào với cả hai em hả? Em mà thôi, cái chuyện riêng của chú với xô xát với hai chị em bỏ qua đi. Hôm nay ấy, anh đến đây gặp chú là anh đi thu lọ. Cả gốc lẫn lãi của chú là 200 củ rồi. Chú giả cho anh đi, không có cơ hội đâu. Anh ơi, anh thư thư cho em thêm một tuần nữa thôi. Em sắp có rồi anh ạ. Em hứa là em sẽ trả với anh. Mày họ hứa tên hẹn rồi. Mày hứa tao bao cái tuần rồi. Hôm nay ấy, mày không giả anh ấy thì mày không xong đâu. Đây, em hứa là em chắc chắn là em sẽ trả với anh. Em ra đi kiếm tiền rồi anh ạ. Kiếm tiền hai con đàn bà này à? Cái việc kiếm tiền ấy, đấy là việc của chú. Hôm nay chú phải trả anh, không trả thì ăn đòn. Mày đi.
Mấy người mà còn đánh nữa, tôi là công an đấy. Công an á? Sợ quá. Báo hộ gái. báo đi sao? Hai em định trả tiền cho cái thằng cặn bã của xã hội này á? Điền đi. Thắng. Thằng chó, chúng mày giết nó cho tao. Thắng, gọi xe cấp cứu đi. Sao rồi ạ? Bệnh nhân đã tỉnh lại. Vết đâm đằng sau lưng không vào tới nội tạng nên không quá là nghiêm trọng. Chỉ là mất máu quá nhiều dẫn tới bị choáng. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Vậy chắc chắn là ổn rồi đúng không bác sĩ? Tầm 5 đến 7 ngày nữa là có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Cậu tỉnh rồi à? Ngầu quá nhở? Đòi làm côn đồ nữa cơ đấy. Cậu có sao? Cậu lo cho mình trước đi. Thế còn người yêu cậu? Công an đến bắt đi rồi. Còn những người khác? Ai? Hội anh em của cậu? Hay là team Galo? Cả hai. Đang đánh nhau ngoài kia kìa. Ê! Cậu định làm gì đấy? Không biết đùa chắc? Hội anh em của cậu, công an đến nên đi rồi. Ngoài kia là team Galo đang chờ đấy. Mà sao cậu dại thế? Sao phải làm đến mức như này? Thì trước đây bố tôi cờ bạc, nợ nần xong rồi bỏ trốn. Chỉ có mẹ với cả tôi ở nhà, mà gia đình thì lại không có đủ điều kiện trả nợ. May là có đại ca cứu mang, thế nên là tôi đi theo đại ca để trả ơn. Cậu cười gì? Thì tại cậu kể chuyện làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Mẹ tôi cũng từng là một trùm bạc nổi tiếng khắp quận đấy. Rồi nhà tôi vỡ nợ, mẹ tôi có người khác, bố tôi không chịu được nên đòi ly hôn. Giờ người vào Nam, người đi lấy chồng nước ngoài. Lâu tôi cũng không liên lạc với họ nữa. Chẳng khá hơn cậu là mấy nhở? Mẹ! Con làm sao thế này? Con có sao không? Chẳng... Bác sĩ đã khám kỹ cho con chưa? Con không sao đâu mẹ ạ, con không sao ạ. Trời ơi, làm sao mà đi học thêm mà bị người ta đâm như thế?
thế hả con? Dạ, chỉ là tai nạn thôi mẹ ạ, con không sao mà mẹ. Con không sao mà mẹ, con không sao ạ. Không sao thật không? Thật ạ. Con không sao mà mẹ đừng lo. Thôi, mấy cậu về đi. Ở đây có tôi với mẹ Thắng lo rồi. Ok, thì có gì cậu lại chăm sóc Thắng giúp bọn tôi nhá. Ôi, vì bây giờ mình cũng phải chờ Thắng phục hồi nữa, nên những buổi tới mình sẽ tạm tập với ba người. Mọi người thấy sao? Ok, fine. Đúng 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 là yêu thật rồi còn không thì Nhi về đi, tao không muốn ở đây hít chung bầu không khí với ai đấy nữa. Thôi mày về trước đi, tao ở lại xem Thắng như nào đã nhá. Thôi hai cậu cũng về đi, muộn rồi. Thì bọn tôi về trước thôi. Về cẩn thận nhá. Cậu dậy lâu chưa? Tôi nấu cháo cá hồi cho cậu đấy. Dậy ăn một chút đi cho nóng. Cậu không phải mất công như thế đâu. Tôi ăn gì cũng được mà. Vớ vẩn. Ăn gì được là sao? Đang bị thương như thế. Thôi để tôi tự ăn được. Tự cái gì mà tự? Cậu ngồi yên đấy, để tôi đút cho cậu. Nào. Mẹ cậu đâu rồi? Tôi bảo mẹ tôi về đi chợ rồi. Chắc mẹ lại định nấu cái gì cho con trai ăn chứ gì? Không, mẹ tôi đi bán hàng. À, mà tôi thấy mẹ cậu có vẻ thương cậu nhỉ? Thì nhà chỉ có mỗi hai mẹ con nên. Thôi cậu ăn nhanh đi, tôi lấy thuốc cho cậu uống. Tập đi. Chắc hôm nay chỉ có tao với mày tập thôi. Ờ, cậu ta không đến à? Không nghe là cậu ta đến mà. Thì chắc là nghỉ. Bình thường ai đó nghỉ mà không có lý do thì Huy nhà mình sẽ la lên. Thế mà hôm nay à, chắc nghỉ. Nhẹ nhàng quá cơ. Có thôi đi không? Ra đường là cá mập, về nhà là cá con. Chúng nó bảo anh sợ. Tao bảo mày tập đi cơ mà. Thái Trinh kìa. Thôi tập đi nhỉ. Hôm nay chị Trinh không qua tập à? Có người đang bực mình vì chuyện ấy. Tao bảo là mày thôi đi. Có chuyện này, không biết em có nên nói với hai anh không?
Chuyện gì? Em nghe Phong Phanh là chị Trinh liên quan đến vụ làm ăn lừa đảo gì đấy đúng không ạ? Ui, thế á? Em nghe ai nói? Thì em có vài người bạn quen biết chị Trinh, họ nói cho em ạ. Em đừng nghe linh tinh. Mấy streamer như cậu ta thiếu gì người đặt điều. Đúng mà. Tôi tập đi. Mày làm sao ấy? Huy! Thắng! Vết thương đỡ chưa mà đi học rồi? Tôi đỡ rồi. Đỡ thì tốt rồi. À bọn này. Đây là tiền viện phí của tôi. Cảm ơn ông đã trả trước nhá. Ừ, có gì đâu. Khách sáo thế. Mà này, cái chuyện ông với hội kia ấy là như nào đấy? Đi làm thêm thôi. Làm thêm có vẻ hơi nguy hiểm. Nếu mà ông gặp bất kỳ khó khăn nào ấy, cứ nói với tôi, đừng ngại. Còn cái chuyện làm thêm của ông ấy, ông thử cân nhắc xem có bỏ được không. Tôi nói thế thôi, có quyết định thì vẫn là ở ông. Tôi có tiếc rồi, để trước. Đây rồi, con cà phê của trường đây rồi. Ngon lành cành đào nhở. Bảo sao mấy thằng con trai không chết. Chuyện gì đây? Chuyện gì á? Mày nhớ thằng Hưng không? Người yêu tao đấy. Liên quan gì tôi? Quản lý căng tin này, con trai hiệu trưởng này, cả PT phòng tập gym nữa. Chắc không liên quan gì đến mày đâu nhở. Thế bảo thằng nào cũng qua tay mày hết rồi. Cái loại con gái như mày đúng là... Đúng rồi đấy. Này! Đứng lại! Mày đi đâu? Mày đi đâu? Cướp người yêu của đứa khác nhìn mặt vẫn còn nhởn nhơ lắm nhở. Hôm nay mà tao phải cho mày một bài học. Làm gì vậy? Lại một con nai nữa bị con đĩ đưa vào chồng. Thằng ngu. Đừng để tôi phải động tay động chân đến con gái. Thank you.
Cũng đau lắm đâu. Cố lên. Ngày trước tôi đi cùng đại ca, mấy vết thương như này đều phải tự xử lý, tại vì tôi sợ mẹ tôi lo. Cậu giúp tôi một việc nhé. Đừng như thế nữa được không? Tôi tin cậu không phải là người như thế mà. Tao vào cái nhóm đấy rồi đấy. Thôi xong, nhìn cái mặt nó biết thức đức rồi. Hóa ra con này lừa tiền của người này, đập tiền người khác. Còn cháu trở thật. Bây giờ có cách nào để lật mặt chị ta không nhỉ? Em lo cho anh trai em quá. Càng ngày càng lớn sâu rồi ấy. À, vụ này mình phải làm dùng bên cho cháu chết đi cái gì nữa. Đúng rồi, nó đang lừa tiền mọi người đấy. Cái loại thức đức và chừng trị. Trinh, đi vào đi.
đi nhanh lên. Tao bảo cái này nhanh lên. Có đứa muốn hại tim của mày đây này. Em làm cái gì đây? Tôi biết cậu đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà chạy trốn cũng không phải là một cách giải quyết. Rời khỏi team Galo. Tôi sẽ suy nghĩ. Đúng là bây giờ tôi đang rất cần tiền. Việc của tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.